Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp đại sứ Bulgaria, đại sứ Liên minh châu Âu đến trình quốc thư, bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tiếp đại sứ Bulgaria Pavlin Todorov, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng ngài đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, nhất là trong thời điểm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đang có chuyến thăm chính thức Bulgaria. Chủ tịch nước tin tưởng nhiệm kỳ của ngài đại sứ sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trong thời gian tới. Chủ tịch nước mong muốn hai bên sẽ có nhiều nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và mở rộng thêm các lĩnh vực khác như chuyển đổi năng lượng, công nghệ cao, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ. Đại sứ Bulgaria Pavlin Todorov cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, cam kết nỗ lực làm việc để thúc đẩy quan hệ hai nước và mong sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các bộ ban ngành của Việt Nam để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Đại sứ nhấn mạnh, với việc ký kết nhiều văn bản pháp lý giữa Việt Nam và Bulgaria trong thời gian Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Bulgaria là những nền tảng pháp lý để hai nước thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, là đối tác quan trọng trong khu vực ASEAN. Bulgaria mong muốn Việt Nam chính là cầu nối để Bulgaria hợp tác với các nước ASEAN và Bulgaria cũng là cầu nối giúp Việt Nam hợp tác với các nước EU. Chúc mừng ngài Julian Guerrier được bổ nhiệm làm đại sứ, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam vào thời điểm quan hệ Việt Nam EU đang phát triển năng động và đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định các bộ ngành của Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ ngài đại sứ để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và EU. Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực thương mại đầu tư. Chủ tịch nước cũng cảm ơn EU về quan điểm giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế, và mong muốn EU tăng cường tiếng nói tích cực tại Biển Đông, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và vì lợi ích chung giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp. Đại sứ, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu khẳng định, trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, sẽ nỗ lực hết sức mình để hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tới năm 2045 là quốc gia phát triển. Liên minh châu Âu cam kết hỗ trợ tạo điều kiện giúp Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Với hiệp định FTA đã ký kết giữa hai bên, đại sứ đề nghị Việt Nam tận dụng cơ hội trong nông nghiệp và sở hữu trí tuệ để nhiều mặt hàng Việt Nam vào thị trường EU. Với sáng kiến cửa ngõ toàn cầu, EU cũng sẽ hỗ trợ cho Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng. Còn với sáng kiến chân trời châu Âu, thì ngài đại sứ cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều nhà khoa học Việt Nam tham gia. Đại sứ cũng khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.